Chào các cụ mợ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một bài hát là Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Nhớ những cái gì của mùa thu ở Hà Nội, nhớ những khoảnh khắc thu, những con đường và những cái đường lá rơi vàng xào xạc. Nhưng cháu nhớ đến mùa thu Hà Nội là cháu nhớ đến những sản vật của thu Hà Nội. Thu Hà Nội thì gồm có gì ạ? Gồm có cốm. Cốm là một đặc sản mà rất là nổi tiếng và đặc trưng riêng có của thu Hà Nội. Cứ mùa thu về là chúng ta nghĩ ngay đến cốm. Cốm thì đã đi vào trong văn thơ, nhạc họa và trong ẩm thực. Và chính cốm là một cái món ăn mang đặc trưng riêng có của Hà Nội. Và nó có rất nhiều những cái món ăn khi người ta nhắc nhớ đến những món ăn từ cốm đều nhớ đến những món ăn Hà Nội. Và ngày hôm nay nhà cháu xin hân hạnh giới thiệu đến các cụ mợ một món ăn trong rất nhiều món ăn từ cốm rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến, đó là món chả cốm. Cốm là một thức đặc sản mà nó có truyền thống từ rất là lâu đời rồi. Người ta nhắc đến cốm thì có rất nhiều ở các cái vùng miền khác nhau, nhưng mà nổi tiếng nhất là ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và ở Hà Nội. Còn ngoài ra trong Nam cũng có một số nơi người ta cũng làm cốm. Thế nhưng mà tuy nhiên mà nói đến cốm phải ngon nhất và nổi tiếng nhất thì người ta hay nói đến cốm Hà Nội, tức là cốm ở làng Vòng. Vì nó có một cái xuất xứ rất là lâu đời các cụ mợ. Theo cháu tìm hiểu được một số tài liệu thì cốm có xuất xứ từ thời vua Lý Công Uẩn. Vào cái ngày mà vua rời đô ra Thăng Long, và cái thời vua Lý Công Uẩn ấy thì là có một cái trận lũ lụt. Thế thì có một ở cái làng Vòng đấy thì có một người thanh niên là đi lấy cái mót cái những cái lúa non về để rang lên, xong là giã ra để cho mẹ ăn để qua cơn đói lòng. Và khi mà món ăn đấy người thanh niên làm cho mẹ ăn và mọi người ăn về thấy ngon quá, thì bắt đầu là mọi người mới bảo dân làng bảo nhau làm món này, và cái món cốm ra đời từ đó. Và đặc sắc nhất là cốm làng Vòng Hà Nội hiện nay vẫn còn ở Cầu Giấy đấy, ở trên chỗ đấy, chỗ mê trì Cầu Giấy, ở cái chỗ đấy thì là cái làng Vòng nó ở đó. Và người dân hiện nay một số nhà ở trên làng Vòng, ở chỗ làng Vòng vẫn làm cốm. Và cốm thì cháu nói sơ qua với các cụ mợ là nó làm từ hạt lúa nếp non. Khi mà người ta dân, người ta lấy những cái hạt lúa nếp non này nó đọng, còn là nó bắt đầu nó ngậm sữa một cái là người ta lấy về. Người ta lấy về xong người ta bắt đầu người ta tuốt lấy cái thóc nếp non đấy, xong người ta ngâm vào nước. Cái hạt nào mà nổi là người ta vớt bỏ đi, và chỉ còn lấy những cái hạt chìm, sau đó là rang. Người ta rang đúng đến độ lửa mà khi mà người ta bóp cái cốm, người ta bóp lấy cái hạt thóc rang ấy, thóc rang mà người ta cho vào tay, người ta vê ra mà nó ráo, nó không bị dính ở trong cái vỏ của chấu, tức là hạt cốm đã được. Sau đó người ta cho rang, người ta ra, người ta giã để cho nó bong cái mọc cái vỏ chấu ra, và bắt đầu người ta sàng sẩy. Rồi ra bắt đầu người ta ra cái công đoạn giã thì nó ra nhiều cốm, nó có cốm lá me, nó có cốm rót, nó có cốm già. Là cái công đoạn giã là người ta chế biến được rất nhiều loại cốm khác nhau, và cái cốm già nó cũng phụ thuộc vào cái cốm lá me nó cũng phụ thuộc vào cái thành phần nguyên liệu đầu vào nữa. Sau khi người ta giã cốm xong thì bắt đầu người ta hồ cốm bằng cách là người ta cho nước màu xanh vào để cho cốm có màu xanh tự nhiên rất là đẹp. Đấy, đấy là cái quy trình làm cốm, và cái món cốm nó gắn liền với người Hà Nội vào cái mùa thu này. Giả dụ như là ăn chuối cốm thôi cũng đã có thoang thoảng một vị thu rồi, nhất là đến dầm trung thu thì cái cốm được bán rất nhiều các đường phố Hà Nội. Ngày xưa như cụ nhà cháu bảo ấy, là các cái bà bán cốm là những cái thúng rất là to, nhưng những cái thúng đấy thì là được đan rất là đẹp, nhưng mà lại còn để ở chỗ trên gác bếp cho bổ hóng, nó làm cho những cái thúng nó đen. Và cái đòn gánh mà để gánh cốm thì rất là đặc biệt, không phải đòn gánh thẳng như bây giờ đâu, mà cái đòn gánh của hai bà là nó phải cong hai đầu vuốt tròn lại như này. Đấy mới là đặc trưng của những gánh cốm. Đấy, ngày xưa là những cái bà áo nâu mớ ba mớ bảy, răng đen hạt na thắm đỏ môi trầu là gánh cốm. Các cô, các bà là gánh cốm từ làng Vòng xuống Hà Nội bán, là đi dọc phố phường Hà Nội là gánh cốm là phải áo tứ thân màu nâu sồng, và cái gánh cốm là đòn gánh nó phải cong veo cong vút như thế. Đấy là đặc trưng của Hà Nội đấy ạ. Và ngày hôm nay cháu hướng dẫn các cụ mợ làm món chả cốm các cụ mợ nhé. Rồi, chả cốm của nhà cháu thì rất là đơn giản thôi các cụ mợ, nó có khoảng 4-5 thành phần. Thứ nhất là nhà cháu để làm được chả cốm thì cần phải có giò sống. Giò sống này thì các cụ mợ mua ở ngoài chợ nó có bán sẵn, hoặc các cụ mợ mà có xay giò ấy, thì các cụ mợ mua cái thịt nạc mông thật tươi mới cho cháu về, xong là cắt những cái khổ nó dài này, cái thớ nó dọc thớ nhưng mà cắt nó dài ra, và các cụ mợ cho vào máy xay với một chút đá nhá. Tại sao ạ? Nếu các cụ mợ không xay với một chút đá thì nó sẽ làm chết thịt.
thịt nó có thể dẻo như này, nhưng khi mà mình làm chả cốm lên ăn nó rất là bở, như là ăn ăn bìa cắt tông ấy. Thế nên là lúc đấy là bị chết thịt, nó sẽ không được. Mà các cụ mợ nếu mà làm giò sống tại xay sẵn ở nhà thì các cụ mợ nên xay thịt với cả đá lạnh cho cháu nha, hoặc là để thịt vào trong tủ đông trước, xong một tí nữa mang ra xay thì vẫn cho thêm đá lạnh vào để xay cùng. Tiếp đó là ở đây cháu cần 800g giò sống. Ở đây giò sống ngày hôm nay cháu mua ở chợ, mua ở hàng giò rất là ngon. Và cháu cần có 400g nạc vai băm. Nhiều người làm chả cốm là chỉ là giò sống thôi, nhưng cháu nhà cháu làm vẫn bao giờ vẫn cho thêm thịt lợn băm vào, là gì ạ? Để cho cái chả nó không bị khô và ăn nó vẫn có cái độ mà dai dai của thịt. Tiếp đó nữa là cháu cần 300g mỡ phần. Rồi ạ, đến cốm thì cháu cần có 250g cốm ngon. Cốm này cốm lá me hoặc là cốm rót hoặc là cốm già đều được. Các cụ mợ cứ cho dùng cốm là được rồi. Đấy, 250g cốm ngon, và dĩ nhiên là cháu cần có khoảng độ 40g hành khô băm. Và cháu cần có ít lá chuối để tí nữa cháu hấp cốm, cháu hấp chả cốm. Và những gia vị thông thường của nó thì gồm có một chút đường, nhiều hạt tiêu, nước mắm ngon và một chút mì chính, không có cái gì khác nữa cả. Các cụ mỡ ơi, bây giờ nhá, chúng ta sẽ luộc mỡ trước. Luộc mỡ để cho nó trong mỡ thì các cụ mỡ cho vào cháu đây một thìa canh đường nhá. Thìa canh đường cho vào cái nồi nước đun sôi này. Đấy, chúng ta cho mỡ vào luộc để cho nó trong mỡ các cụ mỡ nhá. Đấy, chúng ta cho đường vào chúng ta quấy, không phải muối đâu nhá mà lại đường, cái này là đường. Một thìa canh đường. Đấy, cho vào nồi nước nóng như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho miếng mỡ vào chúng ta luộc chín luôn. Đấy, chúng ta cho miếng mỡ vào luộc chín cho nó trong. Các cụ mỡ ơi, mỡ chín như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho ra, chúng ta rửa sạch để chúng ta sẽ thái nhỏ ra nhé. Chúng ta sẽ thái hạt lựu thật nhỏ. Vậy cháu sẽ mang ra cho rửa sạch cho nó nguội cái mỡ, xong rồi cháu sẽ thái hạt lựu nhỏ. Rồi các cụ mỡ ơi, mỡ đã nguội rồi, bây giờ chúng ta sẽ thái mỡ hạt lựu nhỏ nhé các cụ mỡ nhé. Chúng ta sẽ thái thẳng như này và các cái đường, các cái lát dày khoảng độ 0,3cm thôi. Đấy, như này, không tí nữa chúng ta sẽ thái thành hạt lựu nhỏ. Chả cốm là các cụ mỡ vẫn phải cho mỡ vào cho cháu nhé, chứ không nạc quá là ăn cái miếng chả nó sẽ bị khô. Tại vì ở đây chúng ta dùng đến 800g giò sống và đến 400g thịt băm cơ, thế nên là nó là 1 cân 2 rồi. Ta thêm 3 lạng mỡ thì nó cũng không phải là nhiều đâu ạ. Chúng ta sẽ xếp dần ra đây, chúng ta thái dần một ít một. Mỡ này không băm các cụ mỡ nhé, thái hạt lựu nhỏ. Sau khi chúng ta thái mỡ xong, chúng ta sẽ cho vào cái ao này, cho vào cái bát to luôn nhá. Đấy, chúng ta cho vào cái bát to để chúng ta trộn chả luôn. Các cụ mỡ ơi, sau khi chúng ta cho mỡ vào đây rồi nhá, chúng ta cho đến thịt nạc vai băm này. Thịt nạc băm, đấy. Rồi chúng ta sẽ cho đến giò sống. Rồi. Tiếp đó là chúng ta sẽ cho hành khô. Và chúng ta sẽ cho cốm. Chúng ta sẽ cho cốm từ từ các cụ mỡ nhá. Đấy. Chúng ta sẽ rắc đều nó lên. Chúng ta sẽ cho khoảng độ 200g cốm vào trước. Nếu mà chúng ta thấy ít thì chúng ta sẽ xem thêm sau. Đấy, tầm đấy. Rồi. Vậy chúng ta sẽ cho gia vị luôn nhé các cụ mỡ nhá. Với định lượng như thế thì ở đây cháu sẽ cho một thìa canh đường. À, vì là chúng ta sẽ không cho gia vị vào đây, vì là cái giò sống nó đã mặn rồi nhá, nên là chúng ta sẽ không cho gia vị vào đây nữa. Chúng ta sẽ cho vào đây một thìa cà phê, một canh thìa canh đường này. Một thìa canh mì chính các cụ mỡ nhá. Đấy. Hai thìa canh tiêu. Chả cốm này các cụ mợ cho nhiều tiêu lên một chút. Rồi. Và tiếp đó là các cụ mợ cho cháu một thìa canh nước mắm vào đây nữa. Đấy, gia vị nó chỉ có thế thôi. Chúng ta sẽ nhào đều và quật thật dẻo. Các cụ mợ có thể rửa tay sạch hoặc đi găng tay ni lông để chúng ta sẽ nhào đều với chả cốm này lên nhé.
các cụ mợ ơi, khi mà chúng ta nhào nhé, các nguyên liệu nó đều rồi, chúng ta cho thêm nốt cái lượng cốm còn lại vào nhé. Đấy, để cho nó biết được là, chúng ta biết được luôn là cái lượng cốm nó vừa hay là nó nhiều hay nó ít. Đấy, chúng ta sẽ đảo đều nó lên như này và chúng ta sẽ quật thật dẻo. Chả càng quật dẻo càng ngon các cụ mợ ạ. Đấy, quật bằng cách như này nhá, cháu sẽ bỏ ra một ít như này, quật từng miếng một các cụ mợ. Đấy, đấy, các cụ mợ rửa tay thật sạch cho cháu và sau đó các cụ mợ xoa tay vào nước như thế này, rửa tay thật sạch và xoa tay vào nước. Sau đó là lấy từng múc từng một cái miếng chả, nó rơi khoảng độ 450 gram, chúng ta sẽ nặn tròn như này này. Đấy, nước chứ các cụ mợ nhé, không cho, không có nhiều người lại xoa tay vào dầu, thật ra không phải đâu nhá, mà xoa tay vào nước nhá. Đấy, chúng ta sẽ nặn cho nó mịn mịn cái mặt chả này. Và các cụ mợ là lót lá chuối xuống một cái mâm hoặc một cái khay. Nếu các cụ mợ không có lá chuối thì các cụ mợ pha dầu xuống cho cháu. Đấy, xong là nặn những viên chả như này này, không để vào đấy, để tí nữa chúng ta sẽ hấp. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy chưa? Đường kính nó là khoảng độ rơi vào 56 cm. Đấy, xong là nó bẹp bẹp như thế. Khi nào mà tay nó khô thì chúng ta mới xoa nước thôi, còn các cụ mợ đừng có xoa nhiều nước nhá. Các cụ mợ nặn cứ to lên một chút đi ạ, đừng nặn nhỏ quá. Tại vì là phải nặn to lên để khi mà chúng ta hấp nó đã teo dần vào xuống xong là chúng ta lại còn rán nữa cơ. Đấy. Vỗ vỗ đi tí. Đấy. Đấy, những cái miếng chả như thế này, nó đều nhau như thế, các cụ mợ nhá. Sau khi mà chúng ta vê chả xong nhá,
Bây giờ chúng ta sẽ cho vào, cho chả vào nồi hấp nhé các cụ mợ nhé. Để cho chả nồi hấp các cụ mợ lại, vây lại cho cháu cái cho nó mịn cái mặt này đi nhé. Xong rồi chúng ta sẽ hấp chả khoảng độ 10 phút. Xong rồi chúng ta để nguội. Rồi là chúng ta ăn thì chúng ta sẽ rán lên. Đấy, như này nhé các cụ mợ nhé. Bây giờ cho vào hấp luôn này. Đấy, phụ mợ cho vào là các phụ mợ xoe cho cháu cho nó mịn mặt lại nhá. Mịn mặt lại một chút để chúng ta hấp cho nó chín cái chả này lên. Đấy, cái chả này chúng ta làm ăn tại nhà nhá, nên các phụ mợ nhá, nên là đừng cho nhiều mỡ quá, và chúng ta làm theo kiểu của chúng ta ấy, cho tí thịt vào. Chứ chúng ta không chỉ làm mỡ không với giò sống đâu, như ngoài hàng ấy thì nó sẽ ăn nó sẽ bị mỡ ngấy, nhanh ngấy. Còn các phụ mợ cho cháu tí thịt vào đây như này thì nó sẽ ngon hơn. Ăn nó sẽ có cái độ dai dai của chả, và mình vẫn cảm nhận được cái vị thịt ở trong chả như này. Khi mà chả chúng ta đã hấp được 10 phút rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy chả ra nhé. Đấy các cụ mợ nhìn thấy chưa? Cái miếng chả của cháu nó dày nhé, nó không bị mỏng nữa nhá. Để rán nó sẽ bị ăn còn nó còn mềm ở trong chứ nó không khô. Đấy, các cụ mợ có thể hấp qua như này nhá. Sau đó là các cụ mợ không ăn đến thì các cụ mợ cấp cho vào để nguội, để cho hộp và cất vào trong tủ đông. Giữ đông, và khi nào ăn thì chúng ta lại bật nóng và chúng ta bắt đầu rán lên. Đấy, nó là như thế. Các cụ mợ ơi, chả cốm của chúng ta sau khi mà đã hấp xong hết như này nhá, các cụ mợ để nguội cho cháu như này này, cho nó xe mặt ráo mặt như này này. Đấy, nếu các cụ mợ nào mà không dùng hết ý, thì bắt đầu chúng ta sẽ xếp vào trong hộp, cho vào trong ngăn mát, ngăn đông, tủ lạnh để cấp đông và ăn dần. Khi nào ăn thì chúng ta lại bắn, lại cho lò vi sóng để giã đông, và chúng đó ta lại rán ở trên lò, hoặc là cho vào trong cái nồi chiên không dầu cũng được. Tuy nhiên cụ mợ nào mà muốn làm cái chả cốm này gửi cho người thân ở phương xa ấy, thì các cụ mợ cho cháu vào những cái túi zip hút chân không lại. Hút chân không lại xong rồi để cấp đông. Thế thôi, xong là bắt đầu là đóng thùng đá hoặc là đóng cái gì đấy để gửi đi cho mọi người. Rất là tiện và rất là ngon, và lại mang được một cái đặc sản của Hà Nội nữa. Thì cháu thấy rằng là cái làm cái này nó không khó đâu. Các cụ mợ chỉ có bảo quản và các cụ mợ gửi đi thôi. Nếu mà các cụ mợ gửi vào biếu trong Sài Gòn hoặc là gửi biếu nước ngoài, nếu mà có cái công có người ta vận chuyển được thì các cụ mợ làm như thế thì rất là yên tâm. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ dầu sôi, các bây giờ chúng ta sẽ cho đặt dầu nóng, chúng ta sẽ cho chả vào rán nhé các cụ mợ nhá. Đấy, các cụ mợ cho cháu đừng gióng già quá, mà chúng ta dầu nóng vừa thôi, và chúng ta sẽ cho chả vào rán. À, đây là cháu làm chả mộc nhá, còn nếu mà các cụ thích màu thì các cụ mợ có thể pha cái phẩm hoa hiên ra, các cụ bôi bên ngoài này nhá, nhưng mà theo cháu ăn ở nhà thì không cần phải màu đâu ạ. Chúng ta chỉ cần dán ấy là được rồi, dán cho nó làm màu mộc là đẹp rồi. Nó lên nó cũng vàng mà. Đấy, chúng ta sẽ om nhỏ lửa. Các cụ mợ dán nhỏ lửa nhé, xong rồi các cụ mợ lật. Đấy, thank you.
chúng ta om nhỏ lửa cho nó vàng, hai mặt chả như này là chúng ta sẽ cho ra nhé. Đây các cụ mọi nhìn thấy ngon không? Đấy, miếng chả cốm ngon không ạ? Đấy, cốm nó bao đều ra ngoài như thế, nó sẽ giòn giòn. Ta cứ rán vàng là chúng ta sẽ cho ra. Rồi đây. Cháu đã hoàn thành rồi đấy các cụ mợ ạ. Để biết được cái yêu cầu kỹ thuật như nào thì cháu dư các cụ mợ xem nhé. Các cụ mợ nhìn thấy cái miếng chả của cháu nó có khô không ạ? Đấy, nó mỡ mỡ ướt ướt như này. Mềm các cụ ạ, ăn giòn giòn của cốm ở ngoài, rất là thơm, dẻo dẻo. Thịt nó không khô, vị vừa, rất là thơm ạ. Ngon lắm. Đấy, các cụ nhìn thấy à, giòn giòn. Thịt không khô một tí nào cả. Rất là thơm, thơm của hành, mùi tiêu, mùi mắm, mùi cốm. Cốm bên ngoài cho rán thì ăn nó giòn giòn, nhưng mà trong thì nó lại mềm dẻo, rất là đậm vị mà ngon. Món này không khó đúng không cô mợ? Rất dễ làm, chỉ mất công là vê vê nặn nặn hấp xong rồi là rán này thôi. Tuy nhiên là với đặc sản một mùa, của đặc sản của một mùa thu Hà Nội thì cháu nghĩ rằng là mùa nào thức đấy, chúng ta cứ mùa gì thì chúng ta cho những cái món ăn mà có những cái thức quà đặc sản của mùa đấy vào thì nó giúp cho thực đơn gia đình của chúng ta phong phú hơn. Và cũng tiện đây, nhà cháu sẽ giới thiệu các cụ mợ. Nối tiếp sau cái món chả cốm này sẽ có một cái món cốm nữa mà nhà cháu sáng chế ra. Hẹn lại gặp các cụ trong các cái trong cái video clip tiếp theo, là nhà cháu sẽ sáng chế ra món ăn cũng làm từ cốm như này mà nhà cháu nghĩ ra nhé các cụ mợ nhé, không phải là món phổ biến đâu. Và các cụ mợ nhớ đón xem nhé. À, các cụ mợ giúp cháu là các cụ mợ đăng ký kênh đi, để cho nhà cháu có nhiều cái lượng sắp hơn, để nhà cháu nhiều có động lực để làm những video clip hay để kể hầu các cụ mợ. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình tiếp theo. Chào mừng các cụ mợ đã đến với kênh vlog bếp nhà cháu. Các cụ mợ ơi, như đã hứa với các cụ mợ ở trong số chả cốm ấy, thì ngày hôm nay nhà cháu lại gửi đến các cụ mợ một món ăn cũng có thơm phảng phất hơi hướng của mùa thu, cũng là một món ăn được làm từ cốm mà món ăn này lại cháu nghĩ ra, đó là món nem cốm.
Nem là một món ăn truyền thống mà chúng ta đã ăn rất là quen rồi. Chúng ta ăn nem thịt lợn, nem cua bể, rồi nem gà, nem bò, nem hải sản vân vân, hoặc thậm chí là nem chay. Nhưng nem từ cốm thì cũng ít, rất ít người làm. Và ngày hôm nay nhà cháu lại kết hợp giữa cái món nem truyền thống với cả một chút sản vật mùa thu, đó là cốm vòng Hà Nội, để tạo ra một món ăn mới, đó là món nem cốm. Và cái món ăn này thì thật ra thì nó không khác là nem truyền thống là mấy, nhưng nó có thêm một cái hương vị mới để ăn trong cái nem cảm thấy có cái độ dẻo dẻo dính dính và thơm mùi của cốm. Đó là một cái đặc biệt mà ngày hôm nay bếp nhà cháu muốn gửi đến các cụ mợ, một món ăn rất là ngon và rất là độc đáo. Kết hợp giữa nem với cốm. Và để làm được món nem cốm thì các cụ mợ nhìn những nguyên liệu nhà cháu sẽ hướng dẫn sau đây. Để làm được món nem cốm này thì đầu tiên chúng ta sẽ cần có là 300g thịt nạc đàng vai băm. Và cháu cần có khoảng độ 200g giá đỗ. Cháu cần có 50g mộc nhĩ đã ngâm nở như thế này. Và 20g nấm hương đã ngâm nở. 2 quả trứng. Rồi là cần có 50g miến đã ngâm nở. Và 20g hành khô. Một chút tỏi để tí nữa chúng ta sẽ pha nước chấm. Và ớt, ngoài ra chúng ta có các loại rau gia vị như thơm mùi kinh giới, tía tô, xà lách để ăn kèm với nem. Và dĩ nhiên rồi là cốm, chúng ta sẽ cần có khoảng độ 100g cốm lá me. Và các cụ biết gì đây không? Đây là bánh đa nem này. Tại sao nhà cháu lại để vào đây? Để cho đây là mục đích để làm mềm bánh đa nem từ trước đấy ạ. Tức là chúng ta sẽ gói vào cái lá chuối, hoặc là chúng ta sẽ gói vào một cái lá, mấy cái lá gì đấy, cứ vài khoảng độ 3-4 cái lá nem thì chúng ta lại cho một cái lá vào. Xong chúng ta sẽ buộc kín ở trong túi ni lông ấy để một khoảng một tiếng đồng hồ, thì chính cái lá nó sẽ làm cho cái lá nem nó mềm, dễ gói mà chúng ta sẽ không phải dùng khăn ướt. Đấy, đấy chính là cái mẹo để cho các cụ làm như vậy. Thế thôi, và nem chỉ cần có những nguyên liệu như vậy và chúng ta sẽ tiến hành làm các cụ mợ nhá. Rồi, đầu tiên là giá đỗ các cụ mợ nhá. Chúng ta mua về các cụ mợ rửa sạch cho cháu. Sau là chúng ta sẽ để ráo như này này. Và các cụ mợ cắt cho cháu, đừng cắt bé quá nhá, cắt khoảng độ 1,5 đến 2 cm là vừa. Đấy. Cắt như này đừng cắt bé quá. Nếu không có, các cụ không thích ăn giá thì các cụ có mẹ có thể thay bằng củ đậu nhé. Củ đậu hoặc là su hào đều được. Đấy. Chúng ta sẽ cắt như này. Ta cho vào bát luôn. Rồi, đến mộc nhĩ thì chúng ta sẽ cuộn vào để chúng ta thái nhỏ các cụ mỡ nhá. Xong chúng ta sẽ băm nhỏ. Đấy. Rồi chúng ta sẽ băm nhỏ vào mặt kỹ, xong cho vào giá luôn các cụ mợ nhá. Nấm hương chúng ta cũng làm như vậy. Đấy. Rồi nấm hương chúng ta cũng sẽ làm như thế. Các cung mỡ băm nhỏ ra cho cháu. Đấy. Rồi nấm hương đã băm xong các cụ mỡ nhé. Chúng ta cũng sẽ cho vào trong với cả mộc nhĩ với cả giá luôn. Đấy. Cho hết vào đây. Rồi các cụ mỡ ơi, bây giờ đến hành hoa nhé. Hành hoa chúng ta sẽ thái nhỏ 1 cm. Rồi, ta sẽ cho vào trong cái bát mộc nhĩ. Miến các cụ mợ nhá, miến các cụ ngâm mềm ra, chúng ta đã ngâm mềm rồi, bây giờ các cụ cắt cho cháu 1 cm nhá. Đấy. Hành khô chúng ta sẽ băm nhỏ các cụ mợ ơi. Đấy, cho nốt hành khô vào các cụ mợ nha. Thế là nhân của chúng ta này, giá này,
hành hoa này, miến này, mộc nhĩ, nấm hương này và hành khô. Chúng ta sẽ trộn đều rau lên. Và các cụ muốn xem lại cái cách làm nem ý, cho nhân nó khô thì các cụ xem lại cho trong món nem rán nhá. Món hủ cốm này cũng thế, không khác tí nào cả. Chúng ta cũng sẽ phải trộn rau riêng và trộn thịt riêng. Bây giờ các cụ mời trộn đều cho cháu các loại rau này vào nha, nhân vào nha. Trộn đều giá, miến, các thứ vào với nhau. Đấy. Để tí nữa chúng ta đấu và chúng ta gói nem. Đấy, giá, miến, mộc nhĩ, hành khô, nấm hương. Chúng ta trộn đều hết vào với nhau. Hành hoa. Cháu nem của cháu là không cho cà rốt đâu nhé. Các cụ mợ nào thích cho cà rốt thì cứ cho hành tây cứ cho. Nhưng mà cà rốt cho vừa thôi, không là rán nên là nó hay bị làm đen nem đấy. Nên là các cụ mợ cho vừa cà rốt thôi nha, cho một chút vào điểm điểm thôi. Còn cháu thì cháu không cho một tí nào cả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng hai cái lòng đỏ trứng các cụ mợ nhé. Hai cái lòng đỏ trứng gà. Đấy. Lòng trắng để chúng ta kết dính, chúng ta chỉ dùng lòng đỏ thôi. Như cái nem trước cháu đã hướng dẫn rồi đấy. Bây giờ cái này chỉ nhắc lại thôi. Đấy. Rồi. Thêm một thìa dầu ăn. Rồi. Tiêu. Nem cần nhiều tiêu nên các cụ cho cháu khoảng độ 2 thìa cà phê tiêu nhá. Ừ. Tuyệt đối là không cho gia vị vì bánh đa nem nó mặn rồi nên chúng ta sẽ không cho gia vị. Một thìa cà phê mì chính. Một thìa cà phê hạt nêm. Đấy, rồi. Chúng ta sẽ đảo đều cái hỗn hợp này lên các cụ mợ ơi. Đấy, sau tí nữa chúng ta sẽ đấu vào với rau. Rồi các cụ mợ ơi, thịt chúng ta trộn xong như này rồi nha. Bây chúng ta sẽ cho rau vào trộn cùng nha. Đấy, chúng ta sẽ cho rau vào trộn cùng. Ừ. Rồi, tiếp đó là các cụ mợ cho cháu cốm vào luôn nhá. Khoảng 100g cốm thôi. Đấy, hai vốc này là đủ 100g cốm rồi. Ừ. Rồi, đấy, xong. Rồi các bậc phụ mợ rửa sạch tay hoặc là đi đeo bao tay vào như thế này nhá. Xong bắt đầu chúng ta sẽ trộn đều cái hỗn hợp này nem lên lên. Đấy, cả rau, cả cốm, cả thịt. Chúng ta trộn đều nó lên. Và các cụ làm như thế này thì các cụ xem lại cái nhìn cái này, cái phần mà nem rán cháu đã nói rất kỹ rồi ý. Làm như này để cho nó không ra nước. Nhân lúc nào nó cũng khô ráo mà chúng ta gói từ đầu đến cuối lúc nào nó cũng khô ráo luôn. Ừ. Rồi các cụ mợ ơi, đây này, nhân nem nó khô như này này. Đấy. Nhân nem nó khô thế nên là chúng ta sẽ bây giờ tiến hành gói nhá. Khi mà chúng ta ủ cái lá nem này mềm rồi thì chúng ta sẽ tiến hành gói như là cái gói nem Hà Nội mà ngày trước cháu hướng dẫn các cụ mợ ấy. Gói nem to, tại vì nem Hà Nội thường là nem to, chỉ trong chả giò hay là giam Huế thì mình người ta mới gói nhỏ thôi. Thế nên là chúng ta sẽ gói to và các cụ mợ nhớ rằng là chúng ta cũng nhớ lại là khi mà để cho nem giòn thì chúng ta sẽ phải bôi bia hoặc là bôi rượu vang đỏ ở mặt ngoài của lá nem nhé các cụ mợ nhé. Nếu các cụ bộ bơi phật trong này cũng được nhưng mà nó hay làm ướt nhân nên các cụ bôi mặt ngoài khi gói xong thì khi bác sĩ dán các cụ bôi xoa mặt ngoài cho cháu quanh cái nem một tí là được nhá. Đấy. Đây chúng ta sẽ tiến hành gói một cái lá nem này, một cái nửa lá nem này. Chúng ta sẽ đặt dầu luôn nhé các cụ mợ nhá. À có nhiều người hỏi thì tại sao lại nửa cái lá nem này, vì nửa cái lá nem mới cho vào đây để nhân nó không bị làm ướt cái vỏ bên ngoài. Các cụ mợ nhá. Và các cụ mợ cho cháu vào đây khoảng độ 30g nhân, 40g nhân. Đấy. Các cụ mợ nhớ là gói nem cho cháu là cái phần nem gói cho nó tròn cái nem và nó đều cái nem nhá, cái đầu của nó ấy. Chứ các cụ mợ đừng có mà gói lại đầu to, đầu nhỏ hoặc là đầu thuột, đầu thùi, đầu thọt vào là không sẽ không đẹp nem đâu ạ. Ừ. Các cụ mợ mà gói 10 cái nó phải đều như cả 10 ấy. Rồi sau khi chúng ta gói nem xong chúng ta sẽ dùng lòng trắng trứng chúng ta sẽ dán cái mép nem lại.
Rồi các cụ mợ ơi, ở cái số nem rán của nhà cháu ngày phát ngày trước ấy, nhiều cụ mợ nó bị cắt cái đoạn mà cháu bôi bia vào cái phần mặt nào của nem, nên rất nhiều người cụ mợ hỏi. Bây giờ cháu hôm nay cháu sẽ làm các cụ mợ xem nhá. Đấy, đổ bia ra này. Các cụ dùng rượu vang đỏ cũng được nhá. Các cụ bôi đều cho cháu lên cái mặt nem này. Đấy. Đấy, thế này thôi. Xong rồi chúng ta sẽ thả vào rán. Đấy. Các cụ mợ rán thì đừng để dầu to quá nhá, mà cháy nem đấy ạ. Đấy. Bôi vừa bia thôi ạ. Đấy. Cháu thì hay cái dùng cái chổi này này. Cháu bôi tí là nó đều ngay. Đấy. Cụ mợ ơi, nem chúng ta sẽ dán hai lần nhá. Đây lần một này. Đấy, cháu dán sẽ hanh hanh vàng như này này. Đấy, cháu cho ra ngoài các cụ thấy giòn không? Đấy, để ra ngoài cho nó nguội, xong tí nữa chúng ta sẽ dán lại lần hai cho nó giòn hẳn nhá các cụ mợ nhá. Và nó vàng cái nem hơn. Đấy. Chúng ta sẽ dán nem bằng hai lần các cụ mợ nhá. Hai, chúng ta gọi nôm na là dán hai lửa đấy ạ. Đấy. Chúng ta sẽ dán hai lửa. Nước chấm nem cốm thì cũng như nước chấm nem rán đấy các cụ mợ nhé. Chúng ta cũng sẽ pha là 4 muôi nước, 1 muôi đường, 3 phần 4 muôi nước mắm và 1 phần và 1 muôi giấm. Sau đó chúng ta cho tỏi ớt băm hoặc tỏi ớt giã và hạt tiêu vào, thế thôi. Rồi là chúng ta sẽ ăn kèm với rau sống và dưa góp. Đấy, nhà cháu ngày hôm nay pha thế và các cụ mợ xem lại cái công thức cháu nói rất rõ ở trong cái món nem rán các cụ mợ nhá. Đấy. Đấy, chúng ta pha nước chấm xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ dán lại nem các cụ mợ ơi. Đấy, các cụ mợ lần thứ hai các cụ mợ cũng đừng để dầu nóng già nhá, mà dầu chỉ hơi nóng nóng thôi là chúng ta sẽ cho nem vào để dán luôn. Đấy. Không được để dầu nóng quá đâu nhá các cụ mợ nhá. Nó sẽ sùi nem đấy ạ. Các cụ mợ mà để dầu nóng quá là nó sẽ sùi nem ra đấy. Sùi cái vỏ đá nem này nó như là cái bỏng ấy, là không ngon. Nên là chúng ta chỉ dán dầu nóng vừa thôi. Đấy các cụ mợ ơi, nem vàng này chúng ta sẽ gắp ra nhá. Đấy, đấy cái nem vàng này này, các cụ mợ nhìn đây. Nó vàng này là chúng ta sẽ gắp ra. Đấy. Chúng ta chẩn trở đều cho nó vàng đủ các mặt đi, xong rồi chúng ta sẽ gắp ra luôn. Đấy, chúng ta chờ cho nó thêm một cái mặt vàng nữa là được. À, chúng ta sẽ gắp cái nem ra. Lần thứ hai này chúng ta rán, chúng ta cũng om nem các cụ mợ nhé. Đừng to lửa quá mà chúng ta rán lửa vừa thôi. Để cho cái nhân nem, cái vỏ nem nó được giòn đây này. Cháu chỉ ấy đũa vào thôi mà cháu đã thấy cái vỏ nó giòn lắm rồi. Thế nên là các cụ mợ cũng om thôi nhá. Om để cho nó giòn thôi, chứ không phải là rán to lửa quá đâu. Đấy, này, nó vàng đây là cho ra luôn này. Đấy, à, các cụ mợ nhìn này. Đấy, à, rất là giòn. Thật ra rán ở chảo gia đình như này thì nó sẽ không đều mặt nem, nó không màu, nó không đều được như là rán ở nhà hàng. Nhưng tuy nhiên chúng ta ăn ở nhà chúng ta chỉ cần rán này thôi là màu nó cũng đã được rồi. Các cụ mợ nhé. Đấy. Cái vỏ nem nó vào giòn, nó vàng đều như này là được. Và chúng ta sẽ gắp ra. Đấy, để cho nó ráo dầu. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta đã xong nem rồi nhá. Vậy chúng ta sẽ bày nem.
ăn kèm nem với cả xà lách. Đấy, vài lá xà lách. Đấy, các cụ mợ bày cho cháu vào một góc đĩa như này. Đấy, một ít tía tô. Tía tô kinh giới là các cụ mợ cho thêm ít vào đây để ăn kèm mà, rau sống mà. Đấy, thơm mùi nữa. Vài ngọn thơm, vài ngọn mùi nữa lên trên này. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ cho mấy lát ớt lên trên này nữa cho nó đẹp. Cho khoảng 3 lát ớt tròn tròn lên đây. Đấy. Nhìn cái rau cho nó sinh động, có cụ mỡ nhá. Đấy, như thế. Bắt nước chấm bên cạnh và bây giờ chúng ta sẽ gắp nem vào. Đấy. Nem này chúng ta nên ăn nóng các cụ mỡ nhé. Đấy. Và cháu sẽ cắt một nửa cái nem ra cho cụ mỡ xem nhé. Rồi. Đấy. Đây. Giòn lắm ạ. Món nem cốm của cháu đã hoàn thành rồi các cụ mợ. Các cụ mợ nhìn thấy này, nem của nó rất đều cái và nó giòn vỏ nhá các cụ mợ nhá. Nó giòn vỏ, thứ hai là cái nhân ở trong của nó không khô và ăn nhân của nó là còn có mềm mềm dẻo dẻo dính dính thơm mùi cốm nữa. Đó chính là cái nem cốm mà khi mà các cụ rán yêu cầu kỹ thuật của nó phải đạt tới như vậy. Và cháu thấy rằng là thôi, ngoài ăn nem rán bình thường thì các cụ mợ đổi món làm nem cốm đi, đang mùa cốm mà, cốm rất nhiều và cốm bán ở mọi nơi trên vỉa hè Hà Nội. Các cụ mợ về thay đổi thường xuyên một thực đơn cho gia đình vào ngày cuối tuần nữa. Cuối tuần thì các cụ mợ rảnh
rỗi cô mợ làm món này cho trẻ con và mọi người ăn thưởng thức để xem là cái vị nem cốm nó lạ, nó khác với vị nem rán như thế nào. Và nhà cháu hy vọng rằng là các cô mợ sẽ thích món ăn này và các cô mợ đăng ký kênh cho nhà cháu nhé. Nhà cháu xin chào các cô mợ và hẹn gặp lại các cô mợ trong những chương trình tiếp theo. Xin chào các cô mợ. Những cái món ăn về cốm thường là những cái món ăn gây thương nhớ cho rất nhiều người. Và từ cốm người ta chế biến được rất nhiều các món ăn khác nhau, như là bánh cốm này, xôi cốm này, chè cốm này, nem cốm, chả cốm, vân vân. Những cái món ăn này thường gắn liền với một cái mảnh đất ngàn năm văn hiến, đó là Hà Nội. Ở Hà Nội, những món ăn từ cốm đã trở nên thăng hoa hơn và được rất nhiều những thực khách yêu thích. Và ngày hôm nay nhà cháu đã gửi đến các cụ mợ một món ăn rất cổ truyền và rất Hà Nội. Cái món ăn này dùng cho chay, cho mặn đều thích hợp. Tại vì các cụ mợ biết làm sao không? Nó chính là một món ăn tráng miệng trong các bữa cỗ cổ truyền mà chỉ có vào ngày mùa thu thôi. Thì vào mùa thu bắt đầu là mùa của cốm sữa non vỉa hè, mùa cốm về thì bắt đầu chúng ta mới có cái thực phẩm này để chúng ta làm. Đó chính là món cốm xào. Nhà cháu đã chia sẻ với các cụ mợ ấy, cốm nó là một cái đặc sản của rất nhiều vùng miền, nhưng đối với người Hà Nội, cốm được nâng tầm thành nghệ thuật. Và từ cốm người ta làm được ra rất nhiều những cái món ăn khác nhau và các loại cốm khác nhau. Để ăn cốm với cả chuối trứng cuốc thì người ta lại phải ăn cốm với cốm rót, hoặc là có người thích ăn với cốm lá me. Nhưng đối với những cái món ăn mà sử dụng cốm thì chúng ta sử dụng những loại cốm già, giả dụ như chả cốm thì chúng ta phải sử dụng những loại cốm già, rồi là cốm đầu sàng, hoặc là như chúng ta nấu chè cốm thì chúng ta cũng phải sử dụng cốm già, chúng ta nấu xôi cốm thì chúng ta sử dụng cốm khô, chứ chúng ta lại không dùng lá me, không dùng rót, vân vân. Thế thì cái món cốm xào này thì chúng ta cũng sử dụng một loại cốm, đó là cốm già các cụ mợ nhé. Cốm già hoặc các cụ mợ mua cái cốm đầu nia cũng được, hay là cốm đầu sàng cũng được, nhưng mà nhà cháu dùng cốm già để chúng ta xào nó cái độ dẻo dính và nó sẽ không bị dính quá. Cái món cốm xào này thì đúng chất cổ truyền của người Hà Nội thì chỉ có cốm, nước, đường và dừa thế thôi các cụ mợ ạ. Không có vani, không có dầu ăn. Ngày xưa các cụ chỉ xào với những nguyên liệu như vậy. Và đây là một món ăn rất cổ truyền của người Hà Nội. Và nó là một những cái món ăn tráng miệng nổi tiếng trong các bữa cỗ, hoặc là những món ăn chơi khi mùa cốm về. Người Hà Nội tinh sành ở chỗ là tùy từng vào loại cốm mà người ta ăn với các loại thực phẩm khác nhau và người ta chế biến nhiều món ăn khác nhau. Và ngày hôm nay thì để làm được món cốm xào dừa này thì chúng ta sẽ cần, nhà cháu cần 350g cốm già. Cái cốm già này là cái cốm mà nó dày hơn cốm lá me các cụ mợ ạ. Và nó cũng dày hơn cả cốm rót và ăn thì nó cứng cứng hơn. Ăn nó cứng cứng hơn, nhai nó cứng hơn chứ nó không mềm được như cốm rót hay cốm lá me. Nhưng mà nó lại rất là thơm và khi xào lên thì nó có cái độ dẻo dính vừa phải. Tiếp đó là cháu cần có 450g nước lã nhé các cụ mợ nhé, hoặc nước lọc đều được. Và đường. Đường ở đây thì dao động từ 150 cho đến 170g đường, nhưng ngày hôm nay cháu chỉ dùng 150g đường vì cho nó ngọt mát thôi. Nhưng mà làm theo cách cổ truyền của các cụ ngày xưa ấy, thì với 350g cốm này thì các cụ phải làm đến tận 200g đường, tức là hai lạng đường ấy. Các cụ có biết làm sao ạ? Tại vì các cụ quan niệm rằng á, các cái món ngày xưa làm gì có tủ lạnh, làm gì có cái chất bảo quản để lâu đâu. Những cái món ăn mà tráng miệng ấy các cụ luôn luôn làm ngọt, ngọt thì mới để được lâu. Giả dụ như cái món cốm xào này các cụ thường làm đến 200 lạng đường là vì như vậy, và thường ngọt là vì như vậy. Nhưng ngày nay chúng ta thì sợ những cái bệnh liên quan như tiểu đường, tim mạch, béo phì, cao huyết áp vân vân, nên là chúng ta chỉ làm ít đường thôi. Đấy, nhà cháu sẽ ngày hôm nay nhà cháu chỉ làm 150g đường cho 350g cốm và 450g nước các cụ mợ nhá, từ 450ml nước. Và chúng ta sẽ chỉ cần có một chút dừa nạo thôi để lên trên cái đĩa cốm xào sau khi mà chúng ta xào xong và để rắc lên trên mặt. À, hiện nay có rất nhiều người mà làm theo cái kiểu là cho nước dừa vào thì không phải là kiểu cổ truyền đâu các cụ mợ nhé. Đúng kiểu cổ truyền Hà Nội là chỉ có cốm, nước lã, đường và dừa nạo thôi, không có tí nước dừa nào cả. Hiện nay thì đã bị biến tấu, đã bị làm theo các cái cách chế biến khác nhau. Và
theo những cái sở thích của mọi từng người ăn nữa. Thế nhưng mà đây, ngày hôm nay nhà cháu hướng dẫn các cụ mợ cái cách làm rất cổ truyền và rất Hà Nội. Nó chỉ có như vậy thôi, và chúng ta sẽ tiến hành làm các cụ mợ nhé. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm nhá. Đầu tiên là các cụ mợ cho cháu 450g nước vào đây, 450ml nước. Đấy. Tiếp đó là các cụ mợ cho cháu 150g đường. Đấy, vét sạch đi các cụ mợ nhá. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bật bếp lên nhé các cụ mợ nhá. Đấy, để chúng ta đun. Bây giờ các cụ mợ ngoáy đường ra cho cháu nhá, để cho nó tan. À, có một cái lưu ý ở đây là các cụ mợ dùng cho cháu cái chảo chống dính nhá. Dùng chảo chống dính nó cũng làm giảm đi cái độ dẻo dính của cốm đấy các cụ mợ ạ. Đấy. Các cụ mợ cứ chọn một cái chảo chống dính các cụ mợ làm để cho nó giảm cái độ dẻo dính của cốm đi. Đấy. Chúng ta xào nó sẽ dễ hơn. Và ngày xưa thì các cụ ấy, ngày xưa các cụ cổ truyền hay xào bằng cái đũa. Còn cháu hôm nay cháu có một cái vét bột, cái khuấy ở bột ấy để cháu làm bột làm bánh ấy. Cái này mua rất là dễ, siêu thị hay là các cái dụng cụ, các cửa hàng dụng cụ làm bánh ấy, các cụ mua cũng được. Đấy, để chúng ta tí nữa chúng ta vét ở trên chảo cho nó dễ các cụ mở. Rồi các cụ mợ ơi, bắt đầu nước đường của chúng ta sôi rồi nhá. Bây giờ các cụ mợ hạ nhỏ lửa luôn cho cháu nhá. Hạ nhỏ lửa luôn. Đấy, nhỏ thôi ạ. Đấy. Bắt đầu các cụ mợ rắc cốm vào cho cháu nhá. Đấy, cho cốm vào. Chúng ta sẽ đảo các cụ mợ nhá. Các cụ mợ sẽ xào nhỏ lửa cho cháu nhá. Để làm sao ạ? Để cho cốm nó sẽ ngấm, nó nở đều ra. Nó nở đều trong nước đường. Tức là nếu mà bếp của chúng ta mà chúng ta dùng bếp từ hay bếp hồng ngoại ấy, mà nhiệt độ của nó là 2000 đến 2200 thì chúng ta chỉ để khoảng độ 1000 đến 1200 thôi các cụ mợ nhé. Còn đối với cái bếp ga ấy, chúng ta để một nửa, tức là loại chúng ta để lửa giữa, tức là lửa vừa nhất, lửa nhỏ, lửa gần đến lúc mức nhỏ nhất ấy. Cả đến mức nhỏ ấy. Đấy. Và có một cái lưu ý ở đây là các cụ mợ nhá, cháu thấy rất nhiều người khi mà xào cốm cho vani vào hoặc là cho cả dầu dừa rồi các thứ vào, nhưng mà thật ra cái món này không cho bất cứ một cái hương liệu nào cả, vì là người ta ăn ấy, người ta rất là tinh tế để cảm nhận được cái gì ạ, cái hương của cốm, cái mùi thơm của cốm, cái non ngậy sữa của cốm. Thế nên là sẽ không ai cho những cái hương liệu này vào đây đâu ạ. Rồi các cụ mợ ơi, đây nhá, cốm của chúng ta nó chỉ sền sệt, chảy chảy, tong tỏng như này là được nhá, cho ra luôn nhá các cụ mợ nhá. Chứ chúng ta sẽ không xào kỹ quá đâu nhá. Nếu các cụ mợ xào khô quá ấy, thì cái cốm này để nguội, cái mặt của nó sẽ bị cứng lại, ăn sẽ không ngon.
nên là các cụ mợ chỉ xào nó như vậy thôi. Đến khi mà nó cứng, nó bắt đầu nó khô, nó ráo mặt lại thì nó sẽ rất là ngon các cụ mợ ạ. Và nó sẽ còn mềm nữa. Chứ nếu các cụ mợ đừng làm khô quá, tại vì chúng ta cho vào đĩa chúng ta còn dàn dồn bằng cái đĩa như này thì cốm nó sẽ chảy ra là vừa. Có những người thì thường cho cả một chút dừa vào đảo cùng, nhưng mà như thế sẽ không để được lâu đâu các cụ mợ nhá. Nhà cháu thì chỉ thích là cho xào chỉ có cốm không với dương với đường với nước thôi, xong rồi cho ra đĩa rắc dừa lên trên thôi, chứ không cho vào đảo cùng đâu các cụ mợ nhá. Đấy, các cụ mợ thấy đây này, nó đang dốc chảo của cháu như này này. Đấy, nó dốc chảo như thế này này là được. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra đĩa các cụ mợ nhá. Đây, các cụ mợ, cái cốm của cháu này cháu dồn được đây này. Đấy, nó chảy ra như này là được nha các cụ mợ nhá. Chúng ta sẽ để ra đĩa đây. Đấy. Không cần phải miết gì đâu ạ, tại vì nó đã đẹp sẵn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mắc ra đĩa nữa nha các cụ mợ nhá. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ rắc dừa nạo lên trên các cụ mợ nhá. Đấy, cho một chút dừa nạo lên trên. Đấy. Thế này thôi. Đấy. Là đẹp. Và món cốm xào theo kiểu cổ truyền của Hà Nội nhà cháu đã hoàn thành rồi đấy các cụ mợ. Bây giờ để nhà cháu ăn để giúp các cụ mợ hiểu rõ cái xem là cái món ăn này nó đạt được những yêu cầu như nào nhé. Cháu phải cho ra một đĩa này để ăn riêng các cụ mợ biết không? Không dám phá cái đĩa này vì nó đẹp quá. Đây. Đây này. Nó chưa nguội hẳn mà cháu sắn ra nó ráo cốm như này các cụ mợ này. Ngon lắm ạ. Cái vị ngọt của nó vừa phải, rất thơm mùi cốm mà không bị nhão quá, ăn rất mềm, không dính răng. Đây, thôi cháu ăn hết. Mặc dù đang tập để giảm cân kiêng đồ ngọt nhưng mà ngon quá không đừng được. Đấy là những yêu cầu kỹ thuật của món cốm xào mà sau khi các cụ chế biến tại gia đình nó phải như vậy thì mới tạm gọi là thành công. Cháu có một cái lưu ý là các cụ mợ đừng xào khô quá nhé. Các cụ mợ đồ xào khô quá mà cho ra đĩa để khoảng độ 1-2 tiếng đến khi bắt đầu cốm xe mặt lại là ăn rất bị cứng, không ngon nữa. Mà chúng ta chỉ xào tới đến kiểu mà chúng ta đổ ra đĩa, chúng ta phải lấy tay chúng ta lắc này. Nó dàn đều ra như là chè kho là được các cụ mợ nhé. Chỉ đến độ như vậy thôi. Thì cái món cốm xào của chúng ta để 1 ngày, 2 ngày, thậm chí đến 3 ngày đều vẫn ngon, vẫn mềm và vẫn dẻo. Đó, một món ăn, một thức đặc sản, một món quà dân dã rất đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ văn hiến đó là Hà Nội mà nhà cháu muốn gửi đến các cụ mợ. Và hy vọng rằng là các cụ mợ sẽ chế biến món ăn này tại gia đình vì mùa cốm của chúng ta đang rất nhiều. Các bà, các mợ đang bán cốm rất nhiều trên các con phố của Hà Nội, đâu đó trên những ngóc ngách, những con đường hoặc những cái phố cổ rất đặc trưng, vỉa hè có những bà hàng cốm ngồi bán với mùi thơm của lúa mới.
Và nhà các cụ mợ thích cái clip này của nhà cháu thì các cụ mợ làm ơn chia sẻ kênh cùng cháu vào bếp cho nhiều người biết đến hơn nữa nhé các cụ mợ nhé. Bên cạnh đó thì nhà cháu còn có một cái kênh TikTok cùng cháu vào bếp, một trang fanpage cùng cháu vào bếp và một cái group nhà cháu yêu bếp, để cho các cụ mợ khi làm những món ăn tại gia đình các cụ mợ chụp ảnh lại rồi gửi vào group nhà cháu yêu bếp cho mọi người cùng thưởng thức, cùng xem thành quả của mình, cùng xem tay nghề của mình, và biết đôi đâu đó là nhà cháu sẽ có một vài lời nhận xét hay một vài lời góp ý hoặc vài lời khen. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau. Chào mừng các cụ mợ đã đến với kênh vlog cùng cháu vào bếp. Có một cái bài hát về Hà Nội mà nhà cháu rất yêu thích về mùa thu, là Hà Nội mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm xưa vỉa hè thơm bước chân qua. Đấy, trong bài hát gói gọn cả mùa thu của Hà Nội, trong đó có một đặc sản mà cứ mùa thu về là người Hà Nội rất nhớ và rất yêu thích, và chế biến được rất nhiều món ăn. Và ngày hôm nay nhà cháu hân hạnh gửi đến các cụ mợ một món ăn được chế biến từ loại đặc sản này, đó chính là cốm. Cốm của Hà Nội thì là một cái thức quà rất là đặc trưng riêng có mà chỉ mùa thu Hà Nội mới có. Ngày nay thì họ có thể làm cốm chiêm, nhưng cốm mùa vẫn là ngon nhất các cụ mợ ạ. Cứ mùa cốm về là cái hạt cốm dẻo thơm sữa, dậy mùi hương lúa mới. Làm được các món ăn thì rất là ngon. Và trong các nhiều số nhà cháu đã gửi đến các cụ mợ một số món về cốm rồi. Giả dụ như là món chả cốm, món nem cốm. Và ngày hôm nay nhà cháu hân hạnh gửi đến các cụ mợ một món ăn cũng rất truyền thống của người Hà Nội, đó chính là món chè cốm. Làm được món chè cốm ngày hôm nay thì chúng ta phải chọn cốm nhé. Cốm thì chúng ta làm bằng cốm tươi, nhưng mà chè cốm thì các cụ mợ chọn cho cháu là cái cốm già ấy. Đừng mua rót, đừng mua lá me, mà chọn cốm già, tức là cái cốm đầu sàng ấy. Đấy, cốm này này, cái cốm nó già già một chút để nấu chè cho chúng ta ăn, nó có cái độ dẻo dẻo thơm thơm và trong hạt nó không, và cái hạt các hạt cốm cho vào trong nước nó sẽ không bị nở bung ra quá nhiều. Đấy, các cụ mợ chọn cho cháu cốm già nhé. Cốm già này cũng ngon mà. Mỗi tội là nó hơi cứng so với cốm rót hay cốm lá me. Thật ra cốm thì có rất nhiều loại cốm, và các vùng miền đều có cốm. Ví dụ trên Tây Bắc người ta cũng có cốm, trong Đắk Lắk Tây Nguyên người ta cũng có cốm, hay là trong miền Nam, miền Tây Nam Bộ người ta cũng có cốm, và Hà Nội cũng có cốm. Nhưng mà cốm là một cái sản phẩm rất đặc trưng của người Hà Nội. Và cốm thì có nhiều loại cốm, là giống như là cốm rót này, cốm lá me này, là những cốm mà coi như là những cốm ngon đấy, cốm đắt tiền đấy. Và ngoài ra chúng ta còn có cốm già và cốm khô. Thế thì chúng ta sẽ làm cái món chè cốm với cốm già. Mua 150g cốm già các cụ mợ nhé. Nước để nấu chè thì nhà cháu dùng 1 lít nước lã. Cái phần chè này nếu mà đúng nấu theo kiểu cổ truyền thì đường rất ngọt. Và dùng 1 lít nước này, đường ngày xưa các cụ hay cho đến 250g đường, thậm chí là 300g đường, vì các cụ có một câu ý là ngọt như chè. Nhưng đến ngày nay khi chúng ta, cái xã hội hiện đại về nhiều bệnh nó liên quan đến đường, nhất là đường công nghiệp, nên là chúng ta giảm bớt cái lượng đường đi. Và như theo cái kinh nghiệm của nhà cháu ấy, 1 lít nước đi với 150g đường là vừa. Cái độ ngọt của nó ngọt mát vừa phải, chứ chúng ta không bị quá ngọt và chúng ta không bị quá nhạt. Nếu các cụ mợ nào mà thích ăn ngọt thì các cụ mợ có thể tăng thêm đường, nhưng cháu khuyên là chỉ độ 200g đường trong 1 lít nước thôi. Đừng tăng quá, như ngày xưa là 250-300 thì ngọt sắc, ăn khó ăn lắm. Rồi ạ. Và tiếp đó là chúng ta sẽ cần có 70g bột sắn dây. Bột sắn dây là chúng ta làm từ cái củ sắn dây, sau đó là người Hà Nội thường hay ướp với hoa bưởi để cho nó thơm. Đây, ngày hôm nay nhà cháu cũng mua được cái sắn dây ướp hoa bưởi thì nó rất là thơm, và thơm thoang thoảng với các cụ mợ. Bột sắn dây này, nếu các cụ mợ không có bột sắn dây thì các cụ mợ thay thế bằng bột đao cho cháu này, hoặc là bằng bột năng, hoặc là bằng bột ngô đều được các cụ mợ nhé. Nhưng ngon nhất vẫn là bột sắn dây, truyền thống nhất vẫn là dùng bột sắn dây như thế này. Đấy, cái bột sắn dây này chúng ta dùng 70g thì chúng ta sẽ phải cần 130g nước lã, để tí nữa chúng ta hòa bột chúng ta xuống với chè cho nó sánh. Khi chè sánh xong rồi chúng ta sẽ cho các nguyên liệu khác vào, và ở cái
50g dừa nạc. Thật ra cái chỗ này nó hơn 50g nhưng mà cháu muốn bày cho nó nhiều nhiều một chút, tại vì chúng ta chỉ cần dừa nạc sắc lên trên chè thôi. Và cháu lưu ý các cụ mợ là những cái món chè của người Hà Nội nhé, thì chúng ta không dùng cốt dừa như bây giờ, mà chè Hà Nội truyền thống chỉ có rắc dừa nạc lên trên mặt chè thôi, giả dụ như chè cốm, như chè sen đá hay như chè đỗ sen, đỗ xanh đá, chè đỗ đen đá, vân vân, các loại chè đều chỉ rắc dừa nạc lên trên để cho nó thơm. Đối với các loại chè cốm này chúng ta không cần nhiều loại hương liệu như vani hoặc là như là dầu chuối, dầu hay là tinh dầu bưởi vân vân. Vì làm sao? Vì cái chè này chúng ta cần một cái mùi thơm thoang thoảng, ngọt mát của cốm non. Thế nên là chúng ta sẽ không cho một bất cứ một cái hương liệu nào vào, vì nó sẽ làm cho cái mùi cốm của chúng ta nó bị át đi và nó không còn tinh tế cho món chè nữa. Thế nên là các cụ mợ nhớ cho cháu là chè cốm chỉ có những nguyên liệu như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu các cụ mợ nhé. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu chè nhé. Một lít nước các cụ mợ cho cháu 150g đường vào đây. Đấy. Các cụ mợ sẽ đun sôi cho cháu nhé, đảo lên đảo xuống như này này, cho đường nó mau tan các cụ mợ ạ. Cái chè cốm này thì không ai ăn nóng luôn nhé các cụ mợ nhé. Chúng ta sẽ ăn nguội nhưng mà cũng không ăn vị đá. Chúng ta chỉ ăn nguội thôi, tức là ăn gần như là ăn chè hoa câu ấy ạ. Đấy. Thế nên là chúng ta không ăn với đá, cũng không ăn nóng. Đây, sau khi mà ngoáy ngoáy đảo lên đảo xuống này, nó tan đường như này rồi thì các cụ mợ chờ cho nước nó sôi các cụ mợ nha. Rồi các cụ mợ ơi, nước sôi rồi nhá. Đây, nước chè của cháu sôi như này này. Để xem có bọt thì các cụ mợ hớt bọt, mà không có thì thôi nhá. Chúng ta sẽ dùng 70g bột sắn dây nhá. Sau đó các cụ mợ đổ cho cháu 130g nước lã vào, để cho cùng hòa tan cho cháu cái bột sắn dây này nhá. Để tí nữa chúng ta đây, bây giờ chúng ta sẽ xuống chè cho nó sánh luôn. Nhưng mà các cụ mợ ơi, các cụ mợ phải hòa cho cháu thật tan bột ra nhá. Nếu mà bột mà còn vón cục là không được đâu. Thế nên là nhà cháu hòa xong là nhà cháu sẽ lọc qua một cái dây lọc các cụ mợ. Đấy, sẽ lọc qua dây lọc các cụ mợ nhá. Đấy, mà vẫn còn tí cặn đấy. Đấy. Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ nhá, chúng ta sẽ bật to bếp lên này. Chúng ta sẽ xuống bột sắn dây từ từ các cụ mợ nhé. Chúng ta hè sánh các cụ mợ nhá. Đấy. Nhưng mà các cụ mợ phải đun cho cháu to lửa lên để làm sao ạ? Để cho cái bột này nó chín nhanh và nó sẽ trong chè nhanh. Đấy. Đẩy ngươi hòa với 130 nước vào vừa đấy các cụ mợ. Đấy. Sau các cụ mợ sẽ phải đun sôi xong bắt đầu hớt bọt, hạ nhỏ lửa cho cháu để đun đun cho cái bột ở trong chè nó trong, hớt bọt đi. Đấy, cho nó lấy được cái trong của chè. Đấy. Rồi. Hớt bọt như này, bây giờ chúng ta sẽ rắc cốm vào nhé các cụ mợ nhé. Cháu sẽ rắc 100g cốm vào đây trước. Chúng ta dùng 150 nhưng cháu sẽ rắc 100 vào đây trước, xong tí nữa chúng ta sẽ còn để ướt lại. À, chúng ta rắc 120 đi. Chúng ta chỉ ướt lại khoảng độ 30 để rắc lên trên chè thôi. Đấy, như này. Đấy. Nó bắt đầu các cụ mợ đảo cho cháu nhá. Đảo lên. Đấy. Còn cái mẻ cốm nào thì chúng ta hớt hớt bớt đi ạ. Đấy, chè trong lắm đấy. Đây các cụ mợ này, trong chè lắm. Đấy. Chè này lại không được loãng quá mà chả không được tặng quá các cụ mợ nhé. Tức là làm sao cái cốm nó phải nổi trong chè như thế này là được này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ rút bút ra để nguội một chút để chúng ta sẽ múc vào bát và trang trí với dừa và cốm lên trên các cụ mợ nhé. Thế các cụ mợ hớt cho cháu bớt bọt đi một chút nữa để cho nó trong chè. Đấy. Nó chìm là bột của chúng ta bị loãng, còn nó nổi đều trong chè này mà nó không bị đặc quá, tức là nó còn độ sánh vừa phải. Đấy. Thật ra nhà cháu có một công thức bất di bất dịch mà chè hoa câu hay là chè này nhà cháu đã hướng dẫn với các cụ mợ rồi đấy. Tức là cứ 1 lít nước, 150g đường và
đi với cả 70g bột sắn dây đấy là vừa, cái độ sền sệt của nó là rất là vừa. Sớm nhận được nút bảng. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau.